4 hả? Rồi chúng ta sẽ tiếp tục là xây đơn. Các bạn là cái đầu của nó sẽ là bước này hay là bước này? Nhiều người à, lý do tại sao nó nằm ở trong mà nó không phải nằm ở ngoài? Đúng rồi, nguyên tắc cơ bản vệ sinh an toàn thực phẩm là ví dụ như trường hợp là ví dụ như nó lỡ có rơi rớt mà cái này nó không thích thì chắc được thì nó cũng sẽ rơi vào phía sau hoặc không là bên ngoài nó cũng trái của mình không rơi vào hàng ví dụ như hàng người ta ngon người ta thì cái này giờ khi mình sắp những cái điện thoại đúng rồi cái nguyên tắc cầm cái này là cái ngón tay chúng ta sẽ giữ vào lòng đặt lòng bàn tay ở mọi người ta lại sẽ giữ vào cái đây có nhiều vùng phạm. Ví dụ như các bạn sẽ hai tay, các bạn một tay cũng giao được. Nhưng đó với con heo thì lắp một tay là nhiều. Tại vì lượng rượu trong đây nó tương đối là nó ít. Nhưng đó với các bạn lắp một heo, các bạn lắp chạy cửa, các bạn lắp chạy cái cây, các bạn lắp một tay là nó lượng rượu khác nhau. Thế là tại vì cơ lên các bạn sẽ lắp một tay thôi. Ra là mua một cái tay để sẽ không một phần. Không có ai là bạn chạy cửa, nó có không là lắp không được. Một ngày mà lắp bao nhiêu bình này là bắt đầu ngày hôm sau nghỉ bác. Rồi bây giờ mình sẽ ủ cà phê nè, để này. Rồi cái này chưa có nén liền, cái lưỡi gà thì cho bạn để đây hóc. Em vô rửa tại vì đây thùng nước đá mình đem lên lầu 3 rồi, thành ra là mới có thang nước đá để đây nha. Cái này rồi là đúng rồi ngang biết là cho hết nước xuống thì bọt nó em cho lên trên cũng rồi được rồi. Nhiều vô các bạn sẽ được học trà rồi thực hành lại cà phê. Cái này là lá, cái này là lá.